for VATV's documentary on the longest submarine in the world with Min Thuy. Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ về một tàu ngầm với tên gọi là Belgrade, là một tàu ngầm dài nhất thế giới được Nga sản xuất vào hôm thứ Ba 23 tháng 4 2019, trước khi loại vũ trang này được khai triển vào khoảng năm 2020 đến năm 2021 được thiết kế để hỗ trợ nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau, bao gồm ngư lôi hạt nhân chiến lược tầm xa Poseidon. Phần phụ này lớn hơn nhiều so với bất kỳ lực lượng hải quân nào khác kể cả hải quân Hoa Kỳ. Theo hãng thông tấn TASS, Belgrade có khả năng mang 6 siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon. Theo tờ Moscow Times, thì The Cross có chiều dài đến 600 feet, tức là dài nhất thế giới hiện nay, có thể lặn xuống độ sâu 1.700 feet với độ ồn nhỏ nên rất khó bị phát hiện. Con tàu được vận hành bởi 118 thủy thủ với tốc độ tối đa là 61 km một giờ. Tàu ngầm đã được hạ thủy hôm 23 tháng 4 năm 2019 tại xưởng đóng tàu Sermas ở Nga với Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi qua vệ tinh. Sau khi hạ thủy thì con tàu được đem đi thử nghiệm trong môi trường tác chiến thực tế cũng như khả năng vận hành trong suốt thời gian dài. Tàu Belcross sẽ hoàn tất thử nghiệm lò phản ứng trong năm 2019, sau đó sẽ được đưa ra thử nghiệm trên biển vào đầu năm 2020 trước khi chính thức biên chế cho Hải quân Nga. Theo các thông tin Hải quân Nga thì vũ khí tàu này được trang bị là ngư lôi Poseidon, là một vũ khí hủy diệt khủng khiếp, có thể nhắm vào mục tiêu các khu vực ven biển bằng những vũ khí hạt nhân hạng nặng và gây ra những trận sóng thần thảm khốc. Ngoài ra, ngư lôi này có thể tiếp cận lãnh thổ đối phương ở độ sâu hơn. Khi bị phát hiện thì Poseidon có khả năng tăng tốc độ để cắt đuôi đối phương và sau đó quay trở lại di chuyển bí mật với tốc độ thấp. Ngư lôi này có khả năng hoạt động xuyên lục địa và có thể được trang bị đạn dược thông thường hoặc là hạt nhân. Trước đó, vào ngày 20 tháng 2, thì Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video chứng minh ngư lôi hạt nhân Poseidon đã được thử nghiệm trong lòng biển. Các chuyên gia Nga đã hoàn thành thử nghiệm hệ thống động cơ sử dụng năng lượng hạt nhân của Poseidon, xác nhận khả năng hoạt động không giới hạn và tốc độ tối đa là 200 km một của vũ khí này. Cho đến nay, những chi tiết kỹ thuật cụ thể của tàu ngầm Belgrade vẫn chưa được công bố và vẫn được xếp vào dạng thông tin mật. Theo Hyson, có thẩm quyền lưu ý về chiến tranh dưới biển, Belgrade sẽ được Hải quân Nga điều khiển, nhưng được điều hành bởi GUGI của Tổ chức Nghiên cứu Biển Sâu Bí mật. Sutton là người đã theo dõi sự phát triển của Belcross từ xa, đã nói rằng Belcross chính thức được gọi là dự án 09852. Tàu ngầm ban đầu là một tàu ngầm hỏa tiễn hành trình lớp Oscar II, với dự án là 949A Anti, khởi đóng vào năm 1992. Tuy nhiên, dự án này bị đình trệ do thiếu vốn khiến cho con tàu không được hoàn thiện belcross chạy bằng năng lượng hạt nhân không phải là tàu ngầm tấn công cũng không phải là tàu ngầm hoạt tiễn đạn đạo là một tàu ngầm với nhiệm vụ đặc biệt belcross sẽ là một chiếc tàu mẹ cho các tàu ở dưới biển khác tàu belcross có thể mang một trọng tải trên lưng đằng sau cánh tàu hoặc là mang theo một chiếc tàu ngầm mini lớp sorakik và có thể tách ra từ đáy tàu Phát biểu tại buổi lễ hạ thủy thì Tổng thống Putin khẳng định là tàu Belkos có khả năng mang 6 siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon sẽ nâng tầm vị thế của Nga như là một cường quốc hạt nhân thật sự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. We will be right back after some brief messages from our sponsors.